Ừ. Với cái ai cá muốn chôn cao kê. Dạ. Đó, đây rồi. Dạ dạ. Đó, rất thích nha. Dạ. Dạ chứ không có chô cao kê nghe chị xin lỗi nghe chị. Ông mình cao kê mà. Dạ dạ. Cái cao kê. Đường vào tiệm mềm môi bánh giá. Nước trái tim đất nước u buồn. Phải cà đó. Mua cái thùng đó ha. Dạ. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó. Tại sao cho đó mơ. Bên Mỹ đó. Anh Tâm. Bên Mỹ tao quay qua đó đâu nha anh Tâm. À thùng nhỏ thôi. Cái ông chôn ra. Anh để má về anh nuôi mày đó. Tôi chôn ca nhỏ. Cho chị thương anh Minh Tân. Đây là ông chơi nó khác nè. Hai cái nó chắc khoảng chừng cỡ chừng 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu sao đủ? 6 triệu. Không, đủ ra. Đủ. 6 triệu à? Người ta nói chuyện. Sao mà đủ? Không biết mà đi nói. Không uống cà phê người ta nhưng mà. Dạ dạ dạ. Mua làm mừng. Ca đây bà coi à. Hát kìa, hát. Ơi em hát chuyện bạn nè chị ơi. Ừ, ca đi. Đây hát bạn kìa. Chị. Đặng chuyện bạn nè. Ca đi ca đi. Tao tới rồi. Ca đi ca con này ta thâu qua nè. Ca bạn ơi. Ừ, ca đi. Chị yêu ơi, biết đâu mình tìm kim phiêu bạc ở phương nào, biết nào gặp gỡ chị đây. Kẻ người dưng mà tốt bụng gột gà, thà mơ chết còn hơn sống chi nè. Cà nhiêu bà nghe rồi. Chà đổi trang nha. Bắt ra 3 triệu rồi đó. Tiến về quê sẽ nói được lai người chia sẻ. Cà đi chị Hồng Trần tặng bà ngoại 500 đó. Nó ra ông, bà chịu ra ông ơi. Nó ra ông ca cho bà nghe đi. Lòng mẹ bao la như biển Tây Bình tràn vào. Tình cha mát với đất nước u buồn. Cha mẹ gắng sống với con đời đời. Đừng bỏ con ra đi. Một mình buồn lắm mẹ cha ơi. Đừng gái tầm bảy tầm ba. Ca đi ca đi ca đi ca đi. Bà kia bà nói được hai bên Mỹ hai cái gì ba này mà. Ca đi rồi con tặng cho. Bà khóc rồi. Chị Hồng Trần tặng cho bà. Kêu em ca anh em đâu ca. Em ca đi rồi. Ca đi. Ca bản nghe ấy à. Cháu lên bà, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu là cháu không khóc nè. Không khóc nè, để mẹ chồng cây trái. Cho các con các cháu ăn luôn. Là la 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 la. Ca tí đại chứ sao. Hôm qua cho tiền á. Dạ. Bây giờ chị cho 500. Kìa kìa kìa. Mơ cầm đứa mẹ. Dạ. Mơ cầm đứa mẹ. Chị ông Trần đưa cho mẹ. Mẹ chúc mừng chị ông Trần bên Mỹ đi. Bên Mỹ khỏe đi, có tiền đi. Dạ. Cảm ơn chị ông Trần bên Mỹ khỏe. Cảm ơn chị, xin lỗi chị. Dạ. Mơ ca đi. Dạ. Chị dạ. Thấy không tốt đâu bên Mỹ mà mẹ tôi gửi cho cô biết đâu. Hay quá kìa mơ ca hay quá kìa mơ. Chị Hồng Trần nói chị mơ ca hay quá nè. Đó thấy không? Ca bán nhà gì mẹ? Bán gì đây? Bán gì à? Đó ca đi, đó thấy không? Ca đi. Người yêu chơi tim muôn ngày muôn thở nàng, vắng mặt nhau như anh buồn tê tái. Nhớ người yêu sống trong đất nước xa vời, gặp mặt nhau thì cứ làm ngơ. Thôi giờ mình nghỉ chút đi em qua. Để nhận tiền xong nghỉ nữa. Không có, hồi nữa mình ca nữa. Ca đi. Bây giờ mình làm dịch với ca đi, ca cũng nấu cho chị ăn. Đi đẹp quá. Ca đi rồi. Ca đi rồi. Dạ. Ba đẹp quá trời anh Tám, nói cho ông dâu gửi tới đây. Như Kiều Mỹ đó. Như Kiều Mỹ ha. Ồ, anh Tám giỡn, ông dâu gửi em, nó bên vô em. Ba đây ở ngoài Hà Nội. Bên Mỹ. Cho TV ra anh bắt ca cho để ông ta. Thì mơ chế những bài hát. Dạ. Ca cổ con bài kìa. Ca bản nha. Ca bản gì ta? Ca bản gì giờ ông ta? Ca bản gì? Mà Lan Điệp đi. Lan hả? Ừ. Lan Điệp hay đó chị mơ. Ừ. Mơ ca bài đó hay đó. Ừ. Điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà chiếu qua rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò con sông nhỏ chung quê xưa em giờ giờ mong ơi. Cà mình nhắm mắt nó biết đuôi nó mới hấp dẫn. Chứ cà mở mắt không hấp dẫn. Với bộ mù quê, với bộ mù quê. Em ở đây
chẳng thấy được gì, cặp mắt em giờ không còn thấy nữa, chỉ lũ tai nghe chỉ mật thêm vui. Anh ở đâu? Từ từ đó, cái mình mới mở ra được. Không có, mù là mình ca mù. Phải ca. Ca mù ta phải ca mù rồi, nhắm mắt. Anh ở đâu biết đâu mà tìm kiếm, còn em thì sáng mắt chẳng thấy người tình yêu. Nhắm lại. Nhắm nữa hả? Ừ. Chết mẹ rồi. Ừ. Cho nhắm. Kêu nhắm mắt ta. Thôi giờ mình ca kẻ ăn xin đi. Ha. Ăn xin đi. Ca bản ai gì nè. Ăn xin mà mù luôn, với bộ mù ăn xin nha. Ra bản ai gì tôi qua người ta. Nè cầm cái lon xin. Ăn xin ăn mại đi. Ừ, ăn mại đi. Xin bà con cô bác sớm giền xa. Cho thương tình nghèo khổ Việt Nam bố thí cho mơ nuôi mẹ con hiền cuộc sống nghèo nàn đầu lường cuối chở không vợ chồng vui xin đất nước anh chị sống được thì chung được không được tôi uống miếng ông nội rồi tạm hồi chắc tôi cũng tắt thở ma nhập tôi rồi. Cho mà cho nó miếng nước cho mày thôi nó chết. Đúng rồi, gót rồi hồi nó chết á. Ừ. Cái tiền chưa có mua bao ok. Mới mốt mà có cái hồng 10 ca còn dưới nữa nè. Nó em ca mà đánh bắp 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 bắp. Ừ, đâu có cái hồng mà nhảy thì sao cho mày nhảy rồi. Thôi. Đi gót cho nó miếng nước thì từ từ nó khác. Đâu có cái hồng mà ngồi eo eo. Kêu ca mới ta phát tiền cho nghèo. Có cái hùng mà mở nhạc eo eo quá thì sao? Ca hả? Eo. Đâu rồi rồi. Nhảy à, đứng rồi nhảy. Nhảy luôn hả? Cô đang tâm mới mua kìa. Dạ. Không biết coi thử được. Nhảy đâu. Nhảy đâu. Nhảy nó trời trời nó lại luôn. Ừ, nhảy rồi. Đừng vào tim em à. Nhìn vào tim em ôi bánh da. Trời mùa đông sắp sớm mưa buồn. Nhớ nghe anh đến tìm em. Ôi ông nội ơi tôi lớn giúp mẹ rồi bắt tôi ca hoài tôi dễ dâu. Tôi quỳ tôi lại với cha luôn. Ca mới có đi tiếng chị vô chị. Ôi trời. Mày không ca tao. Có mới có hùng nhạc à. Em ơi có bao nhiêu. Sao mưa nằm cột gì. Ai vừa nam thư trong sức chi là bao. Em ơi ta thấy càng vui tình ta càng phất phây đôi mình càng vui. Đâu đâu đâu. Tao cũng lên nó bảo lớn. À nổ nó thấy tí dữ. Nó bảo mơ tôi lại. Cả người vậy á chơi. Vậy, vậy, có người gì á, ông áo đen chắc chắn qua đi ra chơi, chắc quậy banh chành vô cấp cứu hết trơn hả, tù hết trơn. Cái dẻ ghe, dẻ nước lớn, ở mùa nước lũ tiến qua vút nàng, anh ở Sài Gòn thiếu gì gái đẹp, đi ra đường, kẻ đón người đưa, xe hơi người gứt. Anh thích mơ quá lòng em chơi xấu, đầu đít một tắc coi chừng là vắng đầu. Quá hay rồi mơ ơi. Ca thí đại ha. Hay hay đó. Hay không? Hay không? Hay không? Bây giờ vui nó dài đó, nước ngược gì mà xuống sông rồi đó. Phái rồi đó. Xuống gì nước ngược xuống sông lên ngựa gì đó chơi anh. Giờ vui ca hay lắm đó, chị dài đó. Chị dài vui rồi chắc ăn tiền với ông này nè. Ca đi. Ông ca tôi ngủ anh. Ừ. Phơ đi. Thơ như hồi nãy đó. Ra vui chừng sáng giờ không ăn hộp cơm mà chả. Hôm qua cũng bỏ đấu luôn. Bữa nào. Bây giờ ca bản khác cho quý vị ăn bản nha. Ca bản cái gì tôi quên rồi ta. Hả? Vua Đức Tở muôn ngàn thử dân chung. Ở đồng bào bây giờ sống ra sao. Vua gác cần câu để thử bá tánh dân. Lòng ai đem giả ra càng cứu ghét ngọc đàn khô. Vua mới tức tở đem châu báu ra tự ai giết vợ vua trầm. Đem ra một vạn lượng vàng. Quý này nó cười quá trời cười. Nghe bằng mà. Của Bình Dương anh. Rồi một hôm vua muôn tở sao mà không nỡ giết nàng. Con cua đực ngoại tình nằm trong án với con cua cái. Vua mới hạt hết gần. Trời ơi một củ gầm sáng còn đem vào trong rừng cây. Thì làm sao cầm bằng mà nỡ giết vợ vua. Thà ta giết ta còn hơn giết vợ. Được không? Được. Ca đâu quả nghệ sĩ ông Táp cười chết của Bình Dương đó ông Táp. Là mình có thuộc đâu. Cứ một ca đi. Đó. Cười ca dao coi. Ca dao hả? Đập hơi ca dao. Đập hơi ca dao là sao ta?
ông này lạ không ta, anh Tám mày mà ông này lạ anh Tám, trời chơi thì ta giấy cả dao cho tao, đó thấy không? Bóng một ôm ngập tàn giữa bãi biển, và con cua đực quánh càng nằm giữa bãi biển gánh càng. Không cần đấy mà nói bọn ông nghe hả? Quánh càng á. Tôi nghe ca tôi cũng ca thấy khổ, cười tôi thấy ba bao cười tôi thôi, tôi ca nữa kìa. Rồi đem các cần câu ra thêm thử mấy nữ vua hoàng, có một bổng ôm dạo tàn mang tật nguyền ăn xin bãi biển, ông nằm một mình quải một chán cần câu. Bạn hỏi sao bạn vợ vua giờ cũng phải giết vua thì tao phải sống làm sao nữa. Một ôm một nữ vua hoàng đâu rất đẹp, lại đến cho ông bằng tình yêu với một trái tim thì chung bằng hoàng. Đó thấy không, hoàng thượng mà tụi ca lạ lạ không mà tôi đâu biết đâu. Ca dữ đó, đó nè trời đánh luôn rồi đó, tới rồi đó, trời đánh luôn đó, ca đi không có đánh tại vì thủy chung đó, vợ chồng bây giờ tới về tới rồi đó, đóng chừng hồi đang kiểm về đó ba Tâm. Ở chốt địch chết. Quân hãy đem quân hầu về mặt tối đưa a khắc tạc xiên vào quan, em không về mông cổ em không về, nếu không về thật khu này sẽ mang thực hình chết, ta em không về bảo chiên anh thật chu em không về mông cổ. Ông thuộc bản đâu? Ca tiếp ca đi ca bản là sao mẹ, cái bản đâu kiểm ca đó ai biết, đâu có biết. Thôi ca cái bản à mà điểm Nha Trang đi. Nha Trang hay đó. Điểm Nha Trang đi, ca hay lắm đó. Điểm Nha Trang, điểm Nha Trang ca sao tôi quên rồi ta. Nhớ biển Nha Trang đêm về lộng gió. Anh ca bán vậy em coi, em quên rồi đó. Ca đi. Ông vô rồi tôi vô coi. Mày ca mấy chuyện phải, ông ca mấy chuyện ca. Không có ca lấy gì. Vô. Ông ca đi tôi. Bây giờ có mấy tivi không? Dạ dạ dạ. Dạ không mấy. Ca cái bản ấy đi, ca bản này nè. Ca cái bản gì tôi quên nè. Biển Nha Trang. Không phải. Ca cái bản gì nè, cái bản gì lên xe nhường chỗ bạn nào nhường ơi, bạn giữa rồi đó, bản gì ta? Chiếc xe tên anh. Bản nó khó của lực đó. Thấy lòng ta nhớ không? Phải ca đâu kêu ba tàu ca. Chiếc xe tây ninh chiều nay chuyện bánh như trở niệm vui ăn ở u buồn. Đó của anh lực đó mà, của ca đi. Chiếc xe này tôi chưa bảo đảm bao giờ. Che lên đường nơi bạn giữa đường lại bắn trao. Lúa đồng thấp chỗ bông qua, lên xe nhường chỗ cho bạn mình ngồi. Xe Tây Ninh đó. Thấy không, được ca thấy không? Bạn ơi bông lúa vàng thấp chú chinh tặng bạn, bạn đừng chơi quá bàng hoàng mà quả giết bản tình chung. Lên xe này Sài Gòn à nội tôi không biết sống chết, về Đồng Tháp gặp mẹ tôi chứ mặt máu mờ hồ. Nó thấy không, nó ca mà tùm lum biết đâu anh. Xe Tây Ninh là anh biết mà, chở người lăn bánh đó, chở niềm vui đó, khấn hở đó anh Tám. Xe nó cay anh Tám. Nó làm còn có vụ mà Nha Trang là sao anh Tám, con kiểm đó. Biển Nha Trang. Điểm Nha Trang sao? Nhớ biển Nha Trang đêm hè lộng gió. Mình biết nè mà không nhớ nè. Ca hay đại. Nhớ biển Nha Trang đêm hè lộng gió đó. Đó là bà ca đây, đây là đại trứng nha. Nước sinh thờ cũng sống khẽ. Ừ, của ông kiểm thôi mà, chứ ông lấy tiền của bà ấy đó ha. Rồi ca đi. Tôi ca tôi cho tiền mà. Ca bán coi. Chắc đâu có biết ca mà kêu. Ca bán gì em chinh gì cắm câu đó, cây câu cá cắm câu đó. Cắm câu hả? Câu cá đó. Bằng lòng đi em hả? Cắm câu á. Thì bằng lòng đi em. Không. Cắm câu á. Bằng lòng đi em ra. Ừ, vô cắm câu đi. Giờ AK bán câu cá đó. Anh bắt con nhái bầu đi. Anh bắt nhái bầu hả? Ừ. Anh bắt nhái bầu luôn hả? Ừ, bắt con nhái bầu luôn. Nhái bầu hả? Ừ, anh bắt con nhái bầu đem cần câu đi cắm. Ừ. Mỗi đêm em về em nghe con nhái bầu kêu. Bầu kêu đất mẫu niệm vui, mồ mã nghe anh về Sài Gòn. Bầu ơi có nhớ anh không, anh là chồng em ở dưới góc mê. Mê buồn lắm em, anh dẫn đi về sẽ làm Sài Gòn khóc một mình anh. Nhớ bầu mà đâu dám nói ra, bầu đã có chồng rồi anh đâu dám gớt đầu em ơi.
được không? Ông này vợ ơi, chồng mà bầu cái gì đó đúng mẹ. Vô đây em quay bà mơ. Tới giờ chiều giờ tôi về ổng hoài. Cho bán về miền Tây đi. Về miền Tây hả? Anh về miền Tây. Anh về miền Tây phải không? Tặng bán không? Anh về miền Tây bao ngày nắng mưa u buồn. Không biết có giờ chưa anh xuống cuồng đồng quê nghèo khổ. Giúp người gái quá nghèo sơ mắt con chết mình hên. Sống cờ độc mà không biết ai nuôi cánh hoa này. Bạn mình ơi, dì dầu cũng xa nhau rồi. Tình tư bến cạn ai chơi? Thầy ở ca đi, không có ai mẹ ơi. Thầy ở yên ca đi. Thôi vô đi. Vô đi. Rồi chào gà đi. Rồi bye bye. Rồi vô đi, ta mang dịch ăn. Xin kết thúc video. Chúc anh ơi, chúc anh Tăng ơi.